bộ phim lấy đề tài đam mỹ trong những năm gần đây đã không còn quá xa lạ và trở nên vô cùng thu hút với các khán giả. Thậm chí còn được cho rằng sẽ là đòn bẩy giúp các sao nam mới nổi tìm được chỗ đứng trong nghề. Bởi vậy nên, cũng không có gì bất ngờ khi trong năm 2020 vừa qua, hàng loạt các dự án đam mỹ liên tục nối đuôi nhau sản xuất. Một trong số đó không thể nào không kể đến bộ phim đến từ Đài Loan, Your Name and Pray Heroine, tạm dịch cái tên khắc sâu trong tim người. Bộ phim không chỉ đạt được thành tích doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Đài Loan cho thể loại đam mỹ, mà còn tạo cơ hội cho cái tên Tăng Kính Hoa đến gần hơn với khán giả. Vào ngày 15 tháng 7, khi trailer của phim đam mỹ Đài Loan Your Name and Pray Heroine đã được tung ra khiến các hữu nữ vô cùng thích thú với bối cảnh vườn trường những năm 80. Cùng với đó là câu chuyện tình yêu bí mật giấu kín giữa hai nam sinh quá sức điển trai. Vậy, anh chàng Buddy mà A Hán thầm thương trộm nhớ là người thế nào ngoài đời thật? Gây sốt vì quá giống Dương Dương. Tăng Kính Hoa gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc giống y như đúc với Dương Dương. Your Name is Pray Heroine. Tạo hình của nam diễn viên sẽ khiến cho người xem liên tưởng ngay đến đại thần Tiêu Nại bởi điệu cười nhếch mép cùng mái đầu đinh phong trần. Mọi người vẫn thường nói, tính cách hiện tại của một người được hình thành dựa trên những biến động mà họ đã từng trải qua. Tăng Kính Hoa cũng không phải ngoại lệ. Một Tăng Kính Hoa điềm đạm, trầm mặc ở độ tuổi 23 không phải sinh ra đã như vậy. Trái lại, còn từng là một cậu trai ngang ngược, ngỗ nghịch. Khi còn nhỏ, tính tình của Tăng Kính Hoa có thể gọi là tương đối nổi loạn. Anh đã từng cảm thấy khó chịu trước những lời dạy dỗ của thầy cô, mất kiên nhẫn khi nghe người nhà cằn nhằn, thậm chí còn sẵn sàng ra tay đánh bạn học chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Thế nhưng những điều này không phải là tất cả. Đỉnh điểm tuổi nổi loạn của Tăng Kính Hoa phải kể đến khoảng thời gian anh cảm thấy chán ghét công việc của gia đình mình. Nam diễn viên đã từng không muốn phụ giúp công việc buôn bán của cha mẹ và còn cảm thấy ghen tị với các bạn học khi họ không cần phải thức dậy vào buổi sáng sớm. Điều này đã gây áp lực không nhỏ lên chính gia đình của Tăng Kính Hoa. Sự thay đổi trong tính cách của Tăng Kính Hoa diễn ra vào khoảng thời gian anh sống xa gia đình. Lúc này, nam diễn viên bắt đầu kiểm điểm lại bản thân và trở nên ít nóng giận hơn. Từ một cậu trai nổi loạn, Tăng Kính Hoa đã dần nhận ra tầm quan trọng của việc để tâm đến cảm xúc của người khác. Ở thời điểm hiện tại, Tăng Kính Hoa là một người vô cùng trầm mặc, điềm đạm và có chút bị động. Bén duyên với loạt vai cổ nhân bùng nổ khắp châu Á. Bộ phim đầu tay của nam diễn viên chính là dự án kinh dị Trở Lại Mái Trường năm 2019. Được lấy cảm hứng từ cuộc khủng bố trắng tại Đài Loan trong năm 1960, bộ phim thứ hai là Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người cũng không nằm ngoài ngoại lệ, lấy bối cảnh Đài Loan từ trước và sau khi gỡ bỏ luật giới nghiêm. Tính cách của Tăng Kính Hoa được nhận xét là vô cùng phù hợp với các vai diễn cổ nhân ở trong xã hội cũ, luôn mang đến cảm giác hoài niệm cho người xem, nam diễn viên chia sẻ. Cảm giác thời đại tôi thấy bình thường, vì tôi đi hỏi bố mẹ hoặc ông bà thì đều biết bối cảnh khi đó chắc chắn ra sao, cũng nhìn thấy trong lịch sử, cho nên tôi cảm thấy cảm giác thời đại cũng không khó để diễn cho hợp lý. Bên cạnh đó, việc từ bỏ những thói quen của người trẻ hiện nay như là việc thêm tiếng Anh vào mỗi câu nói hay những từ ngữ hiện đại đối với anh đều tương đối đơn giản. Ngoài yếu tố tính cách, ngoại hình của Tăng Kính Hoa cũng là một lý do khiến anh trở nên phù hợp với các vai diễn cổ nhân. Tăng Kính Hoa đã từng nói, lúc quay Trở Lại Mái Trường tôi rất gầy 62kg. Đối với tôi mà nói như thế là gầy lắm luôn, có thể nói là quá mỏng manh rồi. Lúc quay Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người thì khoảng 65kg, giờ là 69kg. Chỉ là lúc đó thực sự rất gầy, tôi cảm thấy rất phù hợp với dáng vẻ của học sinh thời đó. Thời đại đó rất nhiều học sinh gầy khô, phẳng lì. Your Name is Pray Heroine, tựa Việt là Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người, là bộ phim về đề tài đam mỹ có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Đài Loan. Cho tới thời điểm hiện tại, Your Name is Pray Heroine đã thu về được hơn 100 triệu tân đài tệ, khoảng 83 tỷ đồng, và là một trong hai bộ phim điện ảnh quốc nội đạt đến con số cực khủng trong năm 2020. Không chỉ có màn cá kiếm đi vào lịch sử, ekip của bộ phim cũng nhận đến 5 đề cử tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 57, ấm trọn luôn hai giải hình ảnh xuất sắc và nhạc phim xuất sắc. Lấy bối cảnh Đài Loan sau khi thời kỳ thiết quân luật kết thúc vào năm 1987, Trường Gia Hán, A Hán do Trần Hạo Sâm đóng là con trai trong một gia đình công giáo hà khắc. Cậu học sinh Vương Bách Đức, Buddy do Tăng Kính Hoa đóng, mới chuyển đến trường nam sinh nơi Gia Hán theo học. Cả hai đều là nhạc công trong ban nhạc của trường, được dẫn dắt bởi cha Oliver Fabio Gregrians đến từ Montreal, Canada.
khi A Hán phát hiện ra tình cảm của mình với Buddy ngày một lớn lên và tin rằng đối phương cũng có cảm xúc đặc biệt đáp lại, họ bắt đầu vấp phải những rào cản trong xã hội. Buddy, với bản tính nổi loạn, tìm đến cô nữ sinh bâng bâng, Thiệu Dịch Mân đóng, khi ngôi trường mở cửa đón nữ giới vào học chung. A Hán đau đớn cố gắng giấu đi trái tim tổn thương, để rồi câu chuyện tình giữa đôi trẻ chỉ còn lại những kỷ niệm khi định mệnh chia lìa. Your Name and Pray Heroin là tập hợp những lát cắt nhỏ của cuộc sống, nơi từng khoảnh khắc giữa A Hán và Buddy xen kẽ với bức tranh lớn của trường học, của văn hóa, của lịch sử. Mối tình đẹp giữa hai nam sinh qua lăng kính điện ảnh trở nên sống động bằng hàng loạt các chi tiết nên thơ. Phim gây ấn tượng với khán giả bằng những góc quay rất đẹp, khắc họa cảnh sắc của Đài Loan cũng như chân dung sắc sảo của hai nhân vật. Định kiến về giới và sự cởi mở của tư tưởng tại Đài Loan. Tuy thời kỳ thiết quân luật đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của 4 thập kỷ áp đặt thiết chế quân đội đã gây ảnh hưởng sâu sắc lên tư tưởng và văn hóa Đài Loan khi ấy. Ý thức tự do của lớp trẻ như Buddy hay A Hán bị bủa vây bởi tinh thần kỷ luật quân đội trong lòng dân sự, bởi định kiến đối với người đồng giới, bởi tư tưởng đặt nặng thành tích thi cử và sự nghiệp của người châu Á. Trong phim, quản chế nói thẳng vào mặt học sinh, đám học sinh nam ngày nay dễ bậy bạ lắm, hay giám thị thì đánh trượt thẳng tay nhóm biểu diễn vì quá ủy mị. Một nam sinh công khai đồng giới ngày ngày bị bắt nạt. Nam nữ yêu nhau còn khó khăn, chứ chuyện tình yêu đồng giới là điều không thể chấp nhận trong xã hội khi đó. Your Name and Pray Heroin không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Điều tạo nên sự đặc biệt đến từ việc đặt bộ phim trong bối cảnh đặc biệt của lịch sử xã hội để ca ngợi về giá trị của tự do cá nhân, tình yêu và bình đẳng. Phần kịch bản không quá mới mẻ của tác phẩm được kéo lại bởi diễn xuất chân thành và tài năng của bộ đôi diễn viên chính. Cả hai còn rất trẻ, sinh năm 1996 và 1997, nhưng đã có những khoảnh khắc đầy xúc động, đem đến chiều sâu cho những cảnh phim có phần khuôn sáo và cả các cảnh 18+ vốn hoàn toàn có thể trở nên phản cảm. Làn gió mới mà Tăng Kính Hoa và Trần Hạo Sâm mang đến cho màn ảnh Đài Loan đánh dấu sự trưởng thành dòng phim LGBT tại châu Á, nơi những định kiến sâu sắc về người đồng tính vẫn còn tồn tại. Cái tên khắc sâu trong tim người đang khiến các mộc phim Việt sôi sục khi mang đến câu chuyện tình đúng người sai thời điểm trong lúc xã hội đang cấm đoán và kỳ thị LGBTQ+. Ngoài ra, những cảnh nóng trong phim cũng được quay khá nghệ thuật nhưng vẫn kích thích fan nhờ phản ứng hóa học quá tốt giữa hai nam chính. Nếu xem qua hậu trường, chắc chắn khán giả sẽ còn sốc hơn khi Tăng Kính Hoa và Trần Hạo Sâm đều khỏa thân gần như 100% trong các cảnh nóng. Có thể thấy, bộ đôi nam chính của Your Name and Pray Heroin đã rất đầu tư và nhiệt tình để thực hiện các cảnh quay theo yêu cầu của ekip. Nhờ vậy mà khán giả mới có dịp vỡ òa với hàng loạt cảnh quay đẹp ngất ngây, cũng như thấm thía những điều ngọt ngào và đắng cay về mối tình thâm lặng của A Hán và Buddy.